hôm nay thì uh, chị em của tý uh, thật sự là quá bận đi người thì bận chuyện này người bận chuyện kia nên là hôm nay uh, cũng mời chị an nhiên để uh, uh, gọi là đàm luận nói về tiếp tục cái vấn đề của hà văn sơn nhưng mà chúng ta không phải là nhắm vào hà văn sơn kính thưa quý vị mà là chúng ta sẽ nói về những cái uh... bận của ông ta thì uh, ở cái câu ừ. hỏi đầu tiên thì uh, em cũng uh, hỏi chị là ông uh, Hà Văn Sơn này ông nói mỗi câu là tôi không phải là người của Việt Nam Cộng Hòa và cũng không phải là ừ. người của Việt Cộng và tôi khẳng à. định khẳng định tôi là người thuộc dân tộc Việt Nam thì uh, theo chị thì cái điều này nó có ý nghĩa gì ta tại vì mình uh, mình nghe xong mình thấy muốn loạn não với anh cha này luôn chị <laughs> À, không không phải người Việt Nam Cộng Hòa cũng không phải người Cộng sản ở Việt Nam thì có ha, hai đảng đó thôi là đảng là Việt Nam Cộng Hòa và đảng Cộng sản mà ông không phải là một trong hai đảng đó vậy thì ông, ông nằm trong cái đảng nào chắc là ch, 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 chắc là của đấng bề trên quá à, chú gì đức 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 chú gì đó không ấy gì bà 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 đấng tối cao tối thượng gì đó chắc ổng nằm trong cái cái đảng đó à, không ông 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 nói ông không không phải là người của uh, cũng như là kiểu như là nước đó chẳng hạn của Việt Nam Cộng Hòa tại vì uh, là ông không có cầm cái lá phiếu bầu cử cho ông Diệm cho ông Thiệu và ông cũng không phải là người của Việt cộng ừ. và ông khẳng định ông là người thuộc dân tộc Việt Nam tức là ông nói là ông là thuộc uh, ừ. cái gì ta uh, Việt Nam quốc dân đảng à, là đảng của dân tộc <laughs> <laughs> nhưng mà uh, người dân Việt Nam á là họ chỉ uh, tôn thờ một thể chế thôi mà nếu như ổng là người Việt Nam, ổng không tôn thờ thể chế đó thì thì khẳng định luôn là ổng là không phải là người Việt Nam tại tại vì uh, đồng bào Việt Nam, nhân dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam họ chỉ tôn thờ một thể chế một, ừ. đúng chưa? ổng ừ. họ chỉ tôn thờ một thể chế một đó là là họ chỉ uh, coi như là họ họ chỉ là gọi là gửi gắm hết những cái tâm tư uh, tâu, uh, tâu, uh, gọi là cái sự tôn sùng của họ cho uh, cái cái đảng mà đã đem đến cho họ cái nền độc lập tự do không còn biết là là uh, đảng nào bên uh, bên nào nhưng mà cái người mà đem đến cho họ có được cái nền độc lập tự do không bị uh, mỗi ngày phải uh, thấp thỏm uh, nghe những cái bơm đạn từ cái phía nào đó thì dân tộc Việt Nam các người mà gọi là người gần Việt Nam thì họ chỉ tôn thờ đúng là một một cái cái đảng phái đó thì đảng phái đó là ai là là những người mà đi theo Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng Cộng sản Việt Nam là là đảng mà đã đem đến cho dân tộc Việt Nam cái nền hòa bình thống nhất, không còn nghe bơm rơi đạn nổ nữa. Thì những người mà tự xưng là người dân tộc Việt Nam, người Việt Nam thì họ chắc chắn là phải là người mà tôn vinh cái đảng mà đã đem đến cho họ cái sự tự do đó đúng không? Yeah. còn người nào mà không có chịu không có không có nói là họ không phải thuộc đảng đó thì chắc chắn họ không phải là người Việt Nam. Dạ. Yeah. Uh, nhưng mà chính những người nước ngoài em em có biết là chính những người nước ngoài những người Mỹ hay là những người mà Tây Ba Lô những người mà uh, thuộc uh, Sách dân khác họ đến đất nước Việt Nam và họ thấy cái sự yên bình đó thì họ họ trong một khoảng thời gian họ sống lâu và họ cũng tự xưng họ là người Việt Nam yeah. vì họ tôn sùng cái sự tự do độc lập vậy thì ừ. cái thực ra mà nói thì mình cũng không có 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 hiểu được là cái ông này ông bị loạn não hay như thế nào chị lý do là như thế này chị nếu mà ông nói ông không thuộc Việt Nam Cộng Hòa mình ok luôn ừ. đó là cái chuyện lựa chọn của ông rồi cái thứ hai là ông nói là ông không thuộc Việt cộng, cũng ok luôn tại vì ông đâu có ngày nào ông làm việc cho à, là ông là, là làm là cho Việt cộng. Và ông nói là ông khẳng định ông là người thuộc dân tộc Việt Nam nhưng mà mình nói thiệt với uh, tất cả uh, quý vị khán giả cũng như chuyện nhiên là một người á, mà tự mình nói thuộc dân tộc Việt Nam á, ví dụ như tôi là uh, là người của thuộc dân tộc Việt Nam thì tôi yêu nước tôi chứ tôi chưa có bao giờ mà chửi chửi người khác và bảo là người khác không có cỡ, không có cửa với tôi thì là quen Em em có biết Được là vế vế đầu tiên là ông đã sai rồi. Ừ. Tại vì ông tự nhận ông là một biệt kích ừ. trong cái thời mà chiến tranh giữa Việt Nam và Mỹ. Ừ. Thì ông nói là ông là một biệt kích quân. Ừ. Thì một biệt biệt kích quân là người thuộc trong cái thể chế của Việt Nam Cộng hòa rồi. Đúng rồi. Đúng rồi mà mà bây giờ ổng ổng từ chối như vậy có nghĩa là ổng là một kẻ gọi là gọi là không đáng tin cậy cho bên Việt Nam Cộng hòa cũng giống như bên Đảng Cộng sản. Chính xác. Một một con người không thể nào mà để cho cả hai đặt niềm tin được, có thể cái tên này á là là cái tên mà gọi là ăn cháo đá bát, cái tên mà gọi là gió chiều nào theo chiều đó, kẻ nào mạnh thì nó theo còn còn kẻ nào yếu thì nó bỏ dạ yeah, chính xác nhưng mà cái cái câu ông nói là câu khẳng định đó chị ông nói là khẳng định tôi là người thuộc dân tộc Việt Nam ý ông nói là ông yêu Việt Nam ông yêu dân tộc Việt Nam nhưng mà ông không thuộc Việt yêu Nam dân tộc ngoài, ông không thuộc Việt cộng <laughs> em có biết là một con người yêu quê hương yêu đất nước là ừ. người đó sẽ không bao giờ mà có được có trong đầu họ sẽ không bao giờ hình thành một cái hành động nào mà gây tổn hại tới bất kỳ một người dân hay là một con vật thuộc trong cái đất nước của họ đúng rồi Anh cũng xác. giống như chị nói em là người mông cổ họ yêu thích con cừu ừ. con vật là con cừu thì họ luôn luôn bảo vệ những cái con vật của họ huống hồ chi là là con người thì nếu như ổng nói ổng là người Việt Nam thì ổng sẽ không bao giờ có những cái hành động để chỉ điểm cho Mỹ những trong cái khoảng thời gian mà Mỹ muốn đánh Việt Nam thì ổng là những là người mà tay sai như vậy để cho Mỹ thả bom xuống bao nhiêu triệu đồng bào ngã xuống vậy thì ổng không phải là người Việt Nam ổng khẳng định đó là cá nhân của ổng nhưng dân tộc Việt Nam từ chối ổng là con người Việt Nam chính xác khi mà mình khi mà mình tự cho mình là thuộc dân tộc Việt Nam nhưng mà dân tộc Việt Nam không cho ổng là là thuộc dân tộc Việt Nam thì nó cũng đâu có 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 có, có nói ngược đi được đúng không chị tức là chính xác tức tại là... Vì bây giờ chị hỏi em là một ừ. người tử tội ừ. họ nói họ vô tội ừ. họ nói họ vô tội thì cái đó là cái họ, của họ có đúng không? quyền nói cho cá nhân của họ nhưng họ đã phạm tội ừ. họ là kẻ phạm tội nếu như họ không phạm tội thì họ sẽ không bị cái án tử yeah. Cho nên là khi mà một người mà đã đã vào một cái con đường tội lỗi rồi thì họ luôn luôn nói là họ là người vô tội. Ừ, đúng rồi. Bởi vậy cái câu đó thì mình tạm hiểu là ông này ổng bị kiểu như là cái phản ứng thái quá xong rồi đâm ra không biết nói cái gì nên nói càng cái Ông cái bị câu bấn đó, loạn tinh thần. Loạn. Ông bị bấn loạn Chính tinh xác. thần. Vậy là Vũ Hoàng Thanh thao túng ổng hay là 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 khán giả của việt nam thao túng ổng ta nếu mà cái cái vấn đề mà ổng một chị... con người chỉ nói em nghe là một con người làm sai ừ. thì khi mà bị một cái sự đã kích nào đó họ sẽ tự khai ra hết những cái sự sai trái của họ cho dù họ đã giấu dẹp bao nhiêu bao nhiêu năm tháng nhưng một khi đã từng làm sai một việc gì đó thì chỉ cần một cái một cái sự ám ảnh nào đó sẽ khiến họ bộc lộ hết tất cả những cái điều mà họ đã sai trong quá khứ ra ừ. thì ừ. ông này là một trong những nhân vật như vậy chứ không phải là do khán giả khán giả chỉ là những người mà có đặt những câu hỏi thôi nó ừ. à, nếu như nếu như một con người chính trực giống như chị với em đi họ ừ. đặt câu hỏi À, hai người tí với nhiên có phải là người Việt Nam không kêu đương nhiên tôi là người Việt Nam ừ. tôi là người Việt Nam bởi vì tôi là người Việt Nam cho nên tôi mới chống lại tất cả những cái luận điệu xa trái của những người mà chống phá đất nước Việt Nam mình trước sau như một một câu trả lời một ừ, đúng rồi nhiều quá vững rồi chị à, cái tiếp thì à, trong một cái câu nói khá là dài của ổng thì không biết là em đọc ra thì chị có nắm ý được hay không nha công việc biệt kích của tôi trong thời điểm đất nước có chiến tranh Bị bọn Cộng sản ở ngoài Bắc Nó vào nó phá hoại cuộc sống của người dân miền Nam Thành ra tôi không theo Việt Cộng Ủa người dân miền, miền Nam lúc đó là những người mà uh, Của Việt Nam Cộng Hòa Ông ta không theo Việt Cộng thì ông ta theo Việt Nam Cộng Hòa Dạ Đúng chưa ông ta nói ông ta không phải là người Việt Nam Cộng Hòa Cũng không theo Việt Cộng nhưng mà trong cái thời kỳ mà Mỹ xâm chiếm đất nước Việt Nam thì một là là những người mà theo chế độ ngụy hai là những người chống lại chế độ ngụy để để mà xua đuổi những kẻ đưa quân giặc vào chống phá đất nước Việt Nam thì chỉ có hai bên nếu như ông không theo bên nào thì ông thuộc về con người gì Dạ nhưng mà cái, cái lớn cứng nhất là uh, Ông dùng cái chữ rất là khốn nạn chị Ông nói là trong khi đất nước có chiến tranh Mà ông không nói là tại sao có chiến tranh Bị bọn cộng sản ở ngoài Bắc Nó vào nó phá hoại cuộc sống của người miền Nam Cái đó là cái rất là khốn nạn đối với em Cái Cái ai là kẻ Đã phá hoại Sự yên bình của đất nước Việt Nam ừ đó kẻ nào là kẻ dẫn ngoại bang vào phá hoại cái sự yên bình của đất nước Việt Nam tại vì Bắc Nam cũng đều là người Việt Nam ừ. ông Vũ Huynh trưởng nói tiếng tiếng gì tiếng Bắc, tiếng Bắc đó đúng đó, chưa ông ông Vũ Huynh trưởng nói, nói tiếng Bắc luôn ông ta cũng là người nói tiếng Bắc Vậy thì ông ta nói là người bắt vào để mà phá cái sự yên bình của người miền Nam Vậy là ổng là kẻ đã phá sự yên bình của người miền Nam hay sao? Không, ý ổng là bọn Cộng sản ở miền Bắc Chị chỉ hiểu Người miền Bắc nằm theo cộng, cộng sản mới là, 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 là phe của ổng <laughs> Không phải là phe của ổng mà, mà năm xưa cái thời mà chiến tranh là những người mà theo Cộng sản ừ. Đa phần là người Bắc Ừ. tại vì sao tại vì họ tin tưởng vào cái 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 đường lối của người cộng sản ừ. người cộng sản luôn bảo vệ người dân ừ. chứ người cộng sản không có mà đem đến cái sự mà đau thương mất mát cho người dân ừ. đó cho nên là ông ta từ chối ông ta từ chối nguồn gốc của ông ta ông ta làm cái công việc bị kích quân là công việc đó là công việc mà của chỉ có lính Việt Nam Cộng Hòa mới làm công việc đó đúng rồi chứ dân Việt Nam mình á dân 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 Việt Nam không ai làm công việc đó. Những người làm công việc đó chỉ là những người mà muốn đem đến cái sự thống nhất đất nước cho nên họ phải trà trộn vào yeah. để mà họ làm nhưng mục đích của họ là đem đến những cái gọi là họ biết được những cái âm mưu của của kẻ thù, họ đem đến cho cho dân uh, giải phóng để mà họ để để mà uh, quân đội có những cái đường lối chính sách đúng mà bảo vệ cái sự an toàn cho người dân xung quanh. Còn phía sau nữa chị, cái, cái 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 lúc đó là ông nói là lực lượng Mỹ vào giúp Việt Nam Cộng Hòa thì chúng tôi làm việc với họ, đó là chuyện bình thường và nó chả có một cái gì coi như là đáng nói ờ, và, và tôi vẫn là một con người có đầy đủ nhân phẩm hơn ai hết bởi vì Tôi chiến đấu bảo vệ dân tộc, bộ phận không thích cộng sản chạy trốn. Một con người bảo vệ dân tộc là không bao giờ để cho bất kỳ một kẻ ngoại bang nào vào để mà gây cái 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 cái, cái sự bóc uh, bóc lột đó cả, ừ. cái sự gọi là uh, họ vào để mà họ họ vào, họ đô hộ dân Việt Nam cả một con người mà bảo vệ đất nước việt nam sẽ không cho phép bất kỳ một kẻ ngoại bang nào lãnh đạo đất nước việt nam cái người được quyền lãnh đạo đất nước việt nam phải là con người xanh ra máu đỏ da vàng mới là người được làm mà người đó phải đầy đủ tố chất đạo đức rồi nề uh, nếp phẩm chất và tất cả mọi thứ thì người đó mới có thể được tôn lên được được gọi là được được đặt lên để mà lãnh đạo một đất nước chứ không phải là, là những kẻ ngoại bang xưa nay ấy, dân tộc Việt Nam mình không cho phép những người mà không thuộc dòng máu Việt đứng ra lãnh đạo đất nước ông ta tôn sùng Mỹ ông ta ông ta đi theo ông ta gọi là hồi nãy ông ta nói là ông ta chỉ là muốn giúp sức cho Mỹ để mà 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 xua đuổi như vậy à, Mỹ, ông giúp, ta đang Mỹ giúp muốn... Mỹ giúp Việt Nam cộng hòa thì Mỹ giúp Việt Nam Cộng Hòa, Mỹ giúp cái gì? Việt Nam Cộng Hòa là những kẻ đi theo đầu quân cho Mỹ. Mỹ giúp cái gì? Họ chỉ muốn đứng ra để mà thu thuế người dân, để mà cai trị người dân. Những kẻ ngoại bang chỉ muốn như vậy. Và trong cái 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 tham tâm của những kẻ ngoại bang họ nhắm nhằm vào những cái quần đảo trường sa hoàng sa hay là những cái tài nguyên môi trường của đất nước Việt Nam mà đem đến cho họ những cái cái cái, cái, cái gọi là cái quyền lợi ừ. cho nên họ mới vào để mà họ muốn mà 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 chiếm đi những cái cái gì gọi là tốt nhất của đất nước Việt Nam cho đất nước của họ vậy thì ông ta ông ta hù theo như vậy thì ông ta là là giặc rồi đúng chưa đúng vậy ông ta không thể nào mà ông ta gọi là uh, bị ngụy biện những cái điều đó cả xem ra trình độ ừ. của ông uh, coi như kém hơn cả em với chị toàn là những người buôn bán bình thường thôi ha chứ mình chưa đúng nói rồi một chị chị ế, chị chỉ là người mà cắt móng rửa móng thôi chứ chị không có mà... được ăn học biệt kích giống như ông nha Chà, Hà Văn Sơn mà mình chỉ học trong chế độ xã hội chủ nghĩa mà mà cái trình độ của chế độ xã hội chủ nghĩa thì làm dần gì bằng tư bản tư chủ nghĩa được em. <laughs> ừ. chị, chị. Nhưng mà cái khúc chị nói hồi nãy nó rất là hay chị có thể bổ sung vô em một cái 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 đoạn mà chị có thể phân tích lên một chút là Ờ, ông nói là Mỹ vào giúp Việt Nam Cộng Hòa thì chúng tôi làm việc với họ là chuyện bình thường Ủa, ở trên ông mới nói ông không là người Việt Nam Cộng Hòa mà ở dưới đây ông nói Mỹ vô giúp Việt Nam Cộng Hòa thì chúng tôi làm việc với họ là chuyện bình thường ờ, Đã có chúng, gì đáng nói chúng tôi <laughs> chúng tôi là ông, ông đã hòa nhập với lại Việt Nam Cộng Hòa rồi thay vì cha nội ơi cha nội làm ơn cha nội nói khẳng định là ông là người Việt Nam Cộng Hòa cho người ta thấy ông bớt hèn đi <laughs> đúng rồi anh tính nói anh tính nói mà ai ngờ chị nhanh quá <laughs> quá hiền rõ ràng là quá ông hèn nói hèn. Câu đó là ông quá hiền rồi quá hèn không. ông không có ông không có bạn lĩnh bằng ông Ngô Kỷ ông không có bạn lĩnh bằng ông Vũ huynh trưởng ông không có bạn lĩnh bằng bằng cái đám mà gọi là đi theo sau này giống như ừ. là Nguyễn Văn Đài hay hay là những ừ. những kẻ mà trong phái đất nước Việt Nam đó ừ. mấy đứa đó nó lại bạn lĩnh hơn mặc dù nó không ở trong cái thời chiến Ừ. đó để mà nó đi nó trực tiếp đi theo Mỹ nhưng tụi nó vẫn bản lĩnh hơn là tụi nó khẳng định nó là người theo cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa còn ông này từ chối luôn mà ông ta đứng ra bây giờ ông ta đứng ra đấu tranh đấu tranh cho ai đúng rồi đúng rồi còn chị nhận thì... xét như thế nào chị nhận xét như thế nào ông ông vừa mới nói một cái câu rất là hèn mà ông nói ông là có đầy đủ nhân phẩm bây giờ mình khoan nói về về ông đi mình nói là theo chị thì nhân phẩm nếu mà ngày xưa mà khi địa chị học trong trường trung học á giống như em em nghe cái gì mà đầy đủ nhân phẩm thì em nghe là là nhân cái phẩm chất là một chất người, người đẹp người tốt của em đúng rồi phẩm chất là đứa người đứa tốt. rồi cương trực rồi nọ chị ha nhưng mà ông nói ừ. là ông, đầy, ông ông sau khi mà ông bán đứng anh em bán đứng dòng họ bán đứng tổ quốc bán đứng tổ tiên <laughs> ông ông nói ông tự xưng ông là người dân tộc Việt Nam xong rồi ông bán đứng hết rồi ông nói ông đầy đủ nhân phẩm thì theo chị thì vấn đề này nó có bị thuộc về phạm trù là cần phải đưa vào nhà thương điên không ạ à? chắc chắn rồi tại vì chị <laughs> nói em nghe nè ông nói ông không phải là người Việt Nam của cộng hòa ừ đó rồi ông không phải là người Việt Nam nhưng mà ông giúp cho Mỹ để mà uh, Ổng ông cùng với lại Việt Nam cộng hòa giúp cho ừ. Mỹ để mà xua đuổi uh, những người mà đem đến cái sự giải phóng cho dân tộc Việt Nam ừ. đó thì một con người như vậy thì thì cái, thứ nhất là một khi một con người đã hiền rồi không dám nhận mình là nằm trong cái nhóm Việt Nam cộng hòa là hiền rồi thì làm sao có đủ đạo đức nhân phẩm gọi là đầy đủ nhân phẩm được hiền rồi thì không thể nào mà mà mà, mà đầy đủ nhân phẩm được ừ, ừ, ừ. đúng không một khi một khi đã ghép vô cái 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 từ hiền là cái từ gọi là tệ bạc lắm rồi ừ. thì không thể nào mà đủ đủ điểm như vậy được một Thế, con người thành thì... kiểm ừ. Hạnh kiểm và đạo đức tất cả mọi thứ phải 8 điểm trở lên ừ. mà ông này dưới 3 điểm sao ông này không đủ được theo chị thì cái chữ hàng của ổng nó có đi liền cái chữ nhát không chị người hàng người nhát cái gì, gì nữa, tại ổng bị Chính kích, ổng, à, ổng bị kích chắc, ổng phải gan dạ lắm chị hả? em nghe bị kích là, ừ. là 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 đột kích rồi bị động rồi nghe nó gan dạ lắm mà sao ổng lại hàng và nhát vậy <laughs> đúng rồi thường là những người mà bị kích quân á là những người gọi là cái 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 đầu của họ lúc nào cũng nhảy hết em, ừ. lúc nào cũng nhảy hết và họ là một trong một người mà gọi là diễn viên mà gọi là uh, họ có thể diễn bất kỳ vai diễn nào wow đúng rồi á họ có thể diễn bất kỳ vai diễn nào để qua mặt được cái 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 chỗ mà họ muốn xâm nhập vào mà em đúng cho rồi. nên họ có thể diễn bất kỳ vai diễn nào ừ. nhưng mà ông này là ông này là diễn viên tồi diễn viên tồi cho nên là diễn không có đạt ừ quá ừ. tồi quá quá dở luôn á phải nói, nói là bây giờ tự nhiên cái bị người ta nhưng mà dù sao đi nữa mình cũng cảm ơn khán giả chứ chị chứ nếu mà khán giả mà không kích ừ. ông nói ông đâu nói đúng không ông im lặng là ông đâu bởi nói giờ, bởi, vậy, bởi vậy chị mới nói em đó là Khán giả là ai là một trong những con người thuộc về dân tộc Việt Nam. Ừ. Mà con người thuộc về dân tộc Việt Nam thì họ luôn luôn thông minh. Ừ. Họ thông minh đến mức độ mà họ họ không cần đánh cái cái kẻ đó mà kẻ đó phải tự khai. Đó ừ. à, thì em thấy em thấy được là những người đó mới xứng đáng là con người Việt Nam. Ừ. ừ chứ mà một con là một người vỗ ngược xưng tên là con người Việt Nam mà mà cái 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 sự nhạy bén không có rồi cái sự mà gọi là uh, một, một con người gọi là uh, quá hiền đi không dám nhận không dám không dám nhận mình là ai không biết mình là ai luôn dạ yeah. ông ta là không biết mình là ai luôn không biết luôn Đúng không? và ừ, không biết mình là và ông nói cái câu là vì tôi chiến đấu bảo vệ dân tộc bộ phận người không thích cộng sản chạy trốn cộng sản bây giờ mình hỏi thử quý vị khán giả coi có ai được công nhận Hà Văn Sơn bảo vệ chưa ha tức là mấy ông mà chống cộng có được Hà Văn Sơn bảo vệ chưa ta <laughs> Ủa ông đang từ chối mà ông đang từ chối ông không có thuộc nhóm Việt Nam cộng hòa mà sao bảo vệ được em không biết là bảo vệ ông... hay luôn á <laughs> thì thì ông đang từ chối mà ông đang từ chối ông ông không thuộc nhóm đó nhưng mà, mà chị nói ừ. em nghe nè, nếu như là ổng nói á là ổng không thuộc về nhóm Việt Nam Cộng hòa vậy ừ. thì cái bản án mà bao nhiêu năm tù ở ừ. Việt Nam mình á đúng là bản án đó là ổng vi phạm tội gì, tội trạng của ổng nằm trong cái 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 khung nào. Ừ. Chính xác. Khó lắm á. Giống như là à. giống là giống như là có bằng chứng hết rồi mà tự nhiên giờ giống như kiểu lật lọng á, nói đây ta đây giống như là trinh trắng. À, nếu như ổng là một con người vô tội Thì làm sao ổng bị bản án 20 năm Ừ Hình như 22-23 ừ. vậy á <laughs> Thì đó hơn 20 năm đó Hơn 20 năm bị trong trong tù đó Ổng là một con người Mà bảo vệ cho đất nước Việt Nam đi Thì chắc chắn là đảng Cộng sản Việt Nam Sẽ không bao giờ làm những cái việc đó với ổng Trừ khi những kẻ Dẫn dặt vào để mà bắn Vào đầu của đồng bào Ngoài Thì ra những còn... kẻ đó mới bị Ngoài ra, ngoài ra còn phải vinh danh nữa đúng không chị phải là là, là cái người có là, đúng rồi có, có đức có tài đúng thôi Đúng <laughs> rồi đương nhiên rồi nhưng mà ông ta vì sao ông ta bị bị cái bản án 20 năm cái khung hình 20 năm là khung hình gần tới Gợi, coi như là có ba bản án cao nhất của những kẻ phạm tội là bản án thứ nhất là tử hình thứ hai là chung thân và thứ ba là cái cái khung mà 20 năm 30 năm đó đó tại sao ông ta nằm trong ba khung đặc biệt một trong ba khung đặc biệt đó thì tại vì cái tội của ông ta đáng bị những cái khung hình đó cũng giống như ở mỹ em thấy ông có những tiểu bang họ không có luật mà tử hình nhưng họ kêu bản án bốn năm chục năm hoặc cả trăm năm cho cái người mà vi phạm chính xác. gọi là hình sự đó chính xác đúng rồi. đó thì ông ta phải nằm trong cái khung đó mà cái khung đó thuộc về cái khung mà đã từng làm cho một người nào đó hoặc nhiều người nào đó tổn hại tới thân thể của người đó ừ. Hay. đó cái khung hình đó dành cho những người đó dành cho những kẻ mà đã từng làm tổn hại tới cái thân thể uh, thương tích cho một người khác đó thì ông ta đã làm làm cho bao nhiêu triệu đồng bào bị bị thương tích bị thương vong thì cái bản án hơn 20 năm đó là bản án gọi là đã khoan hồng lắm rồi em yeah. đã khoan hồng lắm rồi mà ông ta đến ngày hôm nay ông ta vẫn không có cái thái độ gọi là uh, biết uh, lỗi biết lỗi đó lẽ ra cái bản án bản án của ông ta cái tội của ông ta phải đưa vào khung gọi là cao nhất của uh, luật hình uh, sự của việt ừ. nam chính xác chính xác đó, nhưng mà cái thể chế của của đất nước Việt Nam mình sau khi thống nhất thì họ cho cái cái sự khoan hồng cho những người mà muốn biết quay đầu là vờ họ cho cái người luôn cho người đó cái cơ hội làm lại cuộc đời lần thứ hai nhưng ông ta vẫn chứng nào tật nấy sau hai hơn 20 năm ở trong tù mà ông ta vẫn không bị những cái sự ám ảnh đó thì bảo thì thì chứng tỏ là cái thần gọi là cái cái thần kinh cái dây thần kinh của ông ta á, nó bị liệt mất tiêu rồi chứ một con người á chứ một con người mà bình thường á chị nói em nghe một con người bình thường khi mà người đó chỉ còn làm tổn thương cái người kia bị chày thương tích 20 30 phần trăm thôi là cái người đó cũng đã bị ám ảnh cuộc đời của họ rồi nhưng mà bản Chị? thân ông này cho đến ngày hôm nay vẫn không bị Chỉ nhìn uh, những cái ông lính Mỹ Tham chiến Việt Nam đó Bây giờ bị thần kinh ừ, hết rồi bị khung khung nữa. Mặt ừ, Thần là, kinh khùng hết mặc Dù là ngày xưa là tự tin là được đi đi Để bảo vệ nước Mỹ đó Nghe chính quyền lúc bây giờ nói là Ờ sang bên đó đi đánh Cộng sản đi Là bảo vệ nước Mỹ đó Rồi cuối cùng sao về ừ. nước bây giờ thần kinh <laughs> Đúng rồi chị lúc trước chị có 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 xem một cái clip nhưng mà clip đó chị nghĩ là ai báo cáo cho nên là clip đó nó đã mất rồi là cái ông đó là người mà lính Mỹ luôn đó. Thì ông ông ta ông ta không biết bị như thế nào mà cảnh sát Uh, khinh bỉ ông ta thì ông ta đứng ở đường ông ta la lên là tôi đã từng đi đi lính ở à, trên Việt Nam nhớ, chiến tranh Việt Nam nhớ, nhớ. đó các clip đó đó nhớ xong rồi ừ, cái bị cảnh sát xịt uh, uh, hơi cay xịt cái cái ừ. hơi cay đúng, rồi. đúng rồi, nhớ rồi ông ta nói là tại sao phải đối xử với một người đã à, từng đi chính trong binh. cái thời chiến tranh như vậy ừ. Ừ, ông cựu chiến binh đó, đó. thì cái, cái đó là cái các clip người ta quay thiệt luôn chứ không phải là diễn đúng không ừ. là ông ta ông ta cảm thấy đau cái 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 khuôn mặt của ông ta rất là gọi là tức tối mà giống như là ông đau đớn dữ lắm luôn có nghĩa ừ. là tại sao lại đối xử với với bản thân ông như vậy đó ừ. là như vậy tức là ừ. tức là người ta bị lừa gạt người ta bị lừa dối tức ừ, là người ta đi, lừa. Đúng đi, rồi. đi 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 đến đánh, đánh Việt Nam tức là bảo vệ tổ quốc nhưng mà thực ra khi những ừ. người trẻ giống như, như ông cảnh sát đó hay là cái đám cảnh sát đó ừ. nó hiểu được cái chuyện sự thật là đi đến Việt Nam đánh Việt Nam không phải là cái chuyện đó mà là mưu mô chính trị đó tử. là một tội ác dạ. đó tội là... ác ừ. à, phục tội vụ ác cho cái, những cái đứa tài phiệt tại vì nếu mà nó chiếm được Việt Nam ừ. thì nó có được tài nguyên nhưng ngày hôm nay là đất hiếm của Việt Nam đứng hạng ba ừ. hạng hạng ba thế giới mà chị đúng rồi thì khi mà chiếm được việt nam là một tài nguyên lớn thì có nghĩa là đất nước đó sẽ cái cái đất nước mà chiếm được việt nam á đất nước đó sẽ hùng cường hơn đúng tại vì sẽ là cường bá cường bá nhất thế giới đúng, luôn tại vì nó là à. địa chính trị và nó là tài nguyên mà giàu hỏa rồi đất hiếm ừ. rồi quá trời Ừ, ừ. đó thế thì cho đó. nên chị mới có cái câu dạ. cho nên chị mới có cái câu là vì đất việt có biển rừng màu mỡ ừ. đó đất đất nước mình có quá nhiều tài nguyên khoáng sản ừ. có giá trị cho nên là bao nhiêu nước hồng thôn tính đất nước việt nam mình ừ. nhưng mà họ không ngờ là con người việt nam mình quá lì quá lì đi ừ. à, họ người việt nam mình có một cái là không bao giờ chịu khuất phục trước cái sự cai trị của ngoại bang đúng rồi. Ừ, cái, cái 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 truyền thống này nó đã có trong máu của người Việt Nam từ cái thời mà vua chú cho đến tận bây giờ rồi ừ. Ừ, cho đến bây giờ em thấy không? bây giờ thời bình đó mà xảy ra ba cái linh 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 tinh gọi là nhỏ xíu như vậy đó mà hả một con bé nhỏ xíu đang đang chơi thôi mà nó cầm hai viên gạch lên để mà nói đứa nào đứa nào mà hả bố. cũng bố đâu này nọ. Mới thì Em thấy đó chỉ là trong thời bình nó ừ. trong thời bình mà xảy ra cái trường hợp như vậy họ họ coi như là bỏ hết tất cả mọi thứ để họ bảo vệ cái 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 xung quanh của họ trước rồi tính sau. Ừ. Đó. Có một cái uh, khúc ông nói là Việt Nam Cộng hòa hay Việt Giang Cộng sản đều là lính đánh thuê chứ chẳng có ai không là lính đánh thuê. Uh, cái đầu tiên thì uh, cho em uh, xin nhận xét là ông này là một người rất là thiên vị và là một người rõ ràng là bảo vệ Việt Nam Cộng Hòa. Tại sao lại dùng cái chữ Việt Giang Cộng Sản đối với những người Cộng Sản? Họ có lý tưởng của họ. Tại sao không ừ. dùng chữ Việt Giang, Việt Nam Cộng Hòa chẳng hạn? Việt gian Cộng Hòa chẳng ừ. hạn? Nhưng mà cái, cái điều đó thì mình không nhắc đến nhưng mà chị nghĩ đi. Ông đưa ra những lập luận này mà những em nhỏ trẻ mà nghe nó nó cũng nó cũng ngó lên trời nó ờ ha ông này nó đúng là chết là hiểm họa là chết Rồi xin mời chị có không, cái theo chị ừ theo chị những phát ngôn của ông này nói ra thì những cái lớp trẻ họ nhìn vô họ thấy ông này bị vấn đề thần kinh ngay ừ, ừ. tại vì cái câu cái câu mộng nói ông không thuộc về thể chế nào nhưng mà đối lập với lại cái câu đó thì ông lại giống như là ông tự nhận ổng thuộc cái thể chế việt nam cộng hòa ừ, ừ. tất cả những lời nói của họ của ông đều là dùng những cái từ gọi là uh, mà không chủ mực đối với người cộng sản, và vậy... người cộng sản là người dân Việt Nam mà ông kêu ổng là người dân tộc Việt Nam ừ. thì nó quá mâu thuẫn đi nó sẽ làm cho các em suy nghĩ là ô ông này ông đang nói gì vậy chỉ có những người cùng đi mới ăn nói cái kiểu đó thôi chứ một con người tỉnh táo không ai nói chuyện cái kiểu mâu thuẫn như vậy cả vậy thì uh, nếu mà ông nói là Việt Nam Cộng Hòa em không nhắc lại cái lời của ổng mà ổng nói là bên phía Cộng sản đều là lính đánh thuê lý do như thế này ý ổng là Việt Nam Cộng Hòa thì đánh thuê cho Mỹ còn uh, uh, và phía phía Cộng sản thì đánh thuê cho Trung Quốc và Liên Xô thì chị có nhận định như thế nào vậy thì kêu ổng đưa ra cho mình coi thử là lãnh những người mà nguyên thủ quốc gia của Việt Nam từ cái thuở trước năm 75 ừ. cho đến tận bây giờ năm 2023 thì có người nào là người Trung Quốc hay là người ngoại bang nào kêu ổng đưa ra cho cho mình coi một ví dụ điển hình và và đưa ra một một gọi là nhân vật điển hình cho đất nước Việt Nam mình chứng kiến cả thử N nếu như ông không đưa ra được những cái bằng chứng đó thì có nghĩa là ông là người vô khống à, ông không không đưa ra được đâu ông, ông ông chỉ nói là hả nghe nghe đâu nghe đồn thôi ông chỉ nói là nghe không. nói nghe nói thôi Ủa, ủa vậy thì vậy thì chị 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 sẽ chị sẽ nói ngày ô tô nghe đồn là ông không phải con của ba mẹ ông đúng không bây giờ ông cưng nghe đồn phải không bây giờ bây giờ chị có thể nói một câu gọi là tàn nhẫn hơn nữa là